cá bự à. Cá chê cái gì á? Cá phi. Cá chê. Cá phi nó quắn vô cái gì rồi? Nó có cái cần 4h à. Cá ăn bụng. Cá ăn bụng luôn. Ấy. Thả cá luôn. Rồi, hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Hưng Âm Căn. Thì hôm nay Hưng tiếp tục đi câu thiên nhiên nha cả nhà. Thì bữa nay thì có ông anh giới thiệu Hưng cái bãi ở dưới Long An á, nên là Hưng sẽ đi câu nha. Thì xung quanh đây là rất là nhiều cái hầm đất nha cả nhà. Thì cái hầm đất ở đây thì rất là rộng luôn, nhưng mà mình thấy chỗ mấy chỗ bên đây thì không có cá nha, tại nước nó rất là trong. Thì cái ao ở sau lưng Hưng nè, có cái ao này thì cá rất là nhiều nha, nhưng mà không biết là cá bự hay cá nhỏ nữa, tại thường mấy bãi này mình toàn là bãi mới không, nên là cũng chưa biết. Nhưng mà bữa ông anh nó giới thiệu là cá cũng to, nên là Hưng xuống câu thử nha. Thì hy vọng là bữa nay sẽ có cá nhiều cho cả nhà xem nha. Thì bữa hổm ông anh ông câu dính thì cá rô phi thôi, mình chưa có biết là ở đây có nhiều loại cá nào không. Thì bữa nay xuống test thử coi thử ok thì mình sẽ ghi map cho cả nhà xuống câu chơi nha. Thì cái bãi này cũng hơi xa, nhưng mà nói chung là nếu mà có cá thì anh em có nên đi trải nghiệm nha. Thì bây giờ để Hưng sẽ quay sơ cái ao cho cả nhà xem nha. Thì cái ao này rất là rộng, mênh mông luôn á. Mình sẽ chạy xe tới chỗ mình câu luôn nha. Thì cái bãi này nói chung là nó dài một dọc đây, thì rất là nhiều điểm câu. Thì Hưng sẽ chọn cái bãi móc bên đây nha. Vì ngồi chỗ này thì nó hơi nó trống á, nên là dễ câu. Không biết có cá hay không thôi. Thì mình ngồi mình xả cũng vài nắm cám xuống này để coi tình hình tim nó có về hay không. Nếu không về thì mình đi sẽ đi dọc dọc mình coi kiếm cái lỗ mới. Này, rất là nhiều cái lỗ để các nhà chọn lựa nha. Thì nói chung là cái bãi này rất là đẹp luôn. Nước cũng rất là sâu, khoảng tầm 2,5 m á. Nó tim ở ngoài mình thấy rất là nhiều nha. Đây, mình quay cho bạn coi. Nè, nó đang lên tim nè. Không biết tim chép hay cái gì mà nó to lắm, khá là nhiều nha. Nè, lên tim nè, số tim nhiều lắm. Rồi, giờ tiến hành mình câu thôi, chừng nào có cá mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Thì nói chung là cái bãi này rất là rộng, anh em nên trải nghiệm nha. Bên nay tiến hành câu nha cả nhà. Thì câu cái hầm mới thì hên xui thôi, thì biển cái bài cũ của Hưng ha. Cái bịch này mình xài chuyển qua chưa hết, bữa nay xài tiếp nha. Thì các bạn câu nhớ để kỹ lại để nó ra mùi. Thì mình câu vừa xả luôn. Bữa nay câu trọng trước nửa ký đi. Vừa câu vừa xả cho cá nó vô nha. Thì cái bãi này thì chắc cũng nhiều anh em câu rồi, nên là có cá sẽ có cá nó lại thôi. Tại nó có mồi cũ á. Cái này là bột tôm nha. Đầu thì mình sẽ chọn mồi xả trước. Cấp này mùa này nó lạnh á, nên các bạn chọn cái cám này mình sẽ làm hơi cái độ đạm nó hơi cao một xíu cho dụ cá nó nhanh. Rồi nha, cái này thì là cái mồi xả của mình nè. Giờ mình sẽ trộn cái mồi V nha. Thôi trộn hết luôn đi. Đi câu thiên nhiên không phải như dịch vụ. Nói chung là cá nhiều lắm. Ở đây mình thấy cá nhiều, mà không biết nó chịu ăn hay không thôi. Bột tơ này mình thích tơ nhọn nha, cho mồi nó mềm mềm xíu. Thôi mình chọn mình ra ngoài kinh này mình lấy nước luôn, cứ tát vô chọn cho nhão nha, xem nó nở ra là vừa. Rồi, ok tiến hành câu với nha. Bãi rất là đẹp nha, cá có tín hiệu ở nhà mà không biết có bự hay cá nhỏ này.
mình thấy nó nhúng nhúng nãy giờ. Kích nó ra thế, nó đi ra kích nó lụm liền sướng. Cũng có nhiều anh em câu bên kia nữa nha, đó ở phía đối diện nè, cũng 5-6 người câu á. Chứ cái bờ bên đó thì mình không biết cái chỗ qua, mình kiếm mình lụi đại vô thì cứ chỗ nào câu được mình ngồi nha. Nói chung anh em mà đi kiếm bãi á, anh em bật cái bản đồ lên coi nha, coi có cái đường nào đi được á thì anh em cứ lụi vô rồi đi kiếm từ từ nha, chứ không phải là có cái ao mà xác định rồi nhưng mà cứ đi vòng mà không biết đường vô là chịu thua. Anh em phải xiên chút xíu, bật cái bản đồ lên rồi coi đường nào vô được, đường nào không, rồi đi mò từ từ thế nào cũng vô được. Tại người ta vô được thì mình vô được thôi. Nè, cà phê ba ngón nha. Đó, cá đây rất là đẹp nha. Cá chịu vô nha. Nãy giờ xả cám cũng nửa tiếng rồi, nó mới bắt đầu nó vô. Đó, nó trồi lên, hay da sảy rồi. Đang nó đẩy lên luôn mà sảy nha. Đầu nó về nha, bỏ xuống là nó ăn, bỏ xuống là nó ăn nè, không biết có lên được hay không đây. Thì thường ở mấy vùng ở Long An này thì mình thấy cá mè nhiều lắm, mè đất nhỏ nhỏ, thường nó vô mà cái lưỡi mình bự quá là nó phá mồi chịu không nổi, vô là nó lắc lia lịa luôn. Kích nó nha, không ăn thì mình kích. Cứ đậy nhẹ nhẹ hàng kích coi nó có cá phi nó chụp không nha. To cái nè, con này được 4 ngón nha, chạy ghê. Kích là nó chịu ăn. Các bạn câu cá phi các bạn xiên chứ, xiên kích á nó chụp mồi. Câu mà các bạn ngâm quá thì cá nó chậm ăn quá. Đó, con này to hơn nè, con này 4 ngón rưỡi. Đây, về nha. Để mình quăng cục mồi này, cái mình lấy cái đồ gạt ra. Thôi đó, nó phình phạt. Con này hơn 4 ngón. Vô đè như này. Rồi nha, giờ này thì tầm 1 giờ cả nhà. Thì mình dọn đi chỗ khác nha. Tại cái bãi này thì cá nó cũng không được lớn lắm. Thì mình dọn qua cái bãi đối diện nha. Đó, cái bãi mà mấy anh đang ngồi tránh á. Giờ có cá nha. Đây, cá phi nữa nha. Cũng 4 ngón nha, 3-4 ngón. Được 8-9 con nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn qua bên kia nha. Rồi, mời các bạn theo dõi hành trình câu cá buổi thứ hai nha. Thì cái là
cái video sau thì Hưng sẽ quay bên kia, nếu mà có cá ổn thì Hưng sẽ chỉ cái mắt cho cả nhà câu. Giờ mình qua bên kia nha cả nhà.